Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng đến với chuyên đề công nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, nhằm giúp cho nhân viên y tế thu thập thông tin nhanh chóng, giảm ùn tắc ở các điểm tiêm vaccine, hạn chế khả năng lây nhiễm cho người dân khi đi tiêm vaccine COVID-19, cũng như hỗ trợ kịp thời các vấn đề về sức khỏe cho người dân, Bộ Y tế khuyến khích người dân hãy cài đặt phần mềm sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh. Đây là ứng dụng để mỗi người dân có thể đăng ký tiêm, khai báo y tế và cập nhật phản ứng sau tiêm một cách tiện lợi, nhanh chóng và đơn giản. Với ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, mỗi người dân sẽ có một quyển sổ y bạ sức khỏe trọn đời được kết nối trực tiếp với hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế, tạo thuận lợi cho cán bộ y tế chẩn đoán và điều trị, giúp họ được chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm và mang lại hiệu quả điều trị cao, giảm bớt chi phí khám chữa bệnh. Để đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 qua phần mềm sổ sức khỏe điện tử, người dùng có thể tải và cài đặt app sổ sức khỏe điện tử từ các kho ứng dụng Google Play hoặc có thể truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 để đăng ký trực tiếp trên website. Sau khi hoàn tất tải ứng dụng, tại màn hình trang chủ của ứng dụng, người dùng chọn chức năng đăng ký tiêm chủng và nhập các thông tin đăng ký. Các thông tin này được chuyển đến các điểm tiêm chủng mà người dân đã đăng ký. Các điểm tiêm sẽ sàng lọc, đánh giá tính chính xác của thông tin lên danh sách, sau đó sẽ gửi thông báo đến người dân, hẹn thời gian đến khám sàng lọc và thông báo lịch tiêm cụ thể. Trên hệ thống sẽ chia theo các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định. Khi cung cấp thông tin, người dân sẽ cung cấp theo nhóm đối tượng trên hệ thống. Dựa vào đó, hệ thống sẽ phân phối để sắp xếp lịch tiêm phù hợp. Thưa quý vị, nhằm tăng cường phối hợp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với từng trường đại học trên địa bàn tỉnh như Đại học Đồng Nai, Đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng và Đại học Công nghệ. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các buổi làm việc được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo từng đơn vị đã thẳng thắn cởi mở trao đổi các nội dung liên quan đến các hoạt động khoa học và công nghệ, như đề xuất các đề tài, dự án cấp tỉnh của trường. Sở Khoa học và Công nghệ đặt hàng nhà trường nghiên cứu thực hiện những đề tài, dự án theo mục tiêu của tỉnh, đề xuất các giải pháp để phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mỗi trường có thể tham gia vào các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ cho tỉnh trong thời gian tới. Qua đó, giải quyết những vấn đề cấp thiết, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, phù hợp với chức năng thế mạnh của từng trường. Trong kế hoạch làm việc với các trường đại học hiện nay trên địa bàn tỉnh, thì chúng tôi qua làm việc thì chúng tôi đều gặp nhau một ở điểm chung rằng là trong thời gian vừa rồi thì giữa ngành khoa học công nghệ và sự nghiên cứu khoa học công nghệ, triển khai khoa học công nghệ ở các trường cũng đã diễn ra, tuy nhiên rằng là vẫn còn có nhiều điều kiện mà chưa thể phát huy hết năng lực của các trường, đội ngũ khoa học công nghệ của các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn. Thì qua đó thì khi làm việc với các trường, chúng tôi sẽ hiểu thêm là những cái việc mà các trường đang thực hiện nghiên cứu và nghiên cứu ứng dụng, cũng như là lực lượng nghiên cứu từ thế hệ sinh viên, cũng như là các vạn giảng viên của trường và mối quan hệ giữa các trường với các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cái nhiệm vụ đóng góp vào cái sự phát triển qua kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Như vậy thì qua cái làm việc này thì các trường cũng có một cái, chúng tôi cũng được hiểu được là các vấn đề mà các trường đang quan tâm, vấn đề và thực hiện nghiên cứu hoặc là thực hiện nhiệm vụ của mình nó có cái vấn đề nào khó khăn vướng mắc và những thuận lợi nào để chúng tôi cũng kịp thời có những nghiên cứu, kịp thời đề xuất để có những chính sách phù hợp. Và qua những cái việc này thì chúng tôi cũng là cơ hội để cho Sở Khoa học Công nghệ triển khai các cơ chế chính sách mà hiện tại đang có trên địa bàn để làm sao các trường cũng có cái mối quan hệ phối hợp nghiên cứu. Và nội dung thứ hai cũng liên đệ các trường ở đây thì đó là cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà tỉnh đang triển khai, thì trong thời gian qua thì nó vẫn còn là những con số cơ bản sơ khai, chưa có tạo thành một phong trào phát triển mạnh để trong khởi nghiệp. Mà theo yêu cầu lãnh đạo của tỉnh thì yêu cầu rằng là để hoạt động này là có một cái sức hút mạnh để đóng góp mạnh mẽ vào cái công cuộc đổi mới cũng như là phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì dưới những cái đầu mối hiện tại các trường đang triển khai, đặc biệt là có số trường thì có cái hoạt động này triển khai khá sôi nổi, mạnh mẽ, và cũng đã có những cái đầu mối mà họ
các trường đã liên kết với các cơ quan, các hội đoàn thể, đặc biệt là tỉnh đoàn hay sở kế hoạch đầu tư. Thì như vậy thì đó cũng là một cái cơ sở nền tảng để chúng tôi thúc đẩy để cái hoạt động này. Thì sắp tới thì cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo này sẽ chúng tôi từ giờ đến cuối năm sẽ triển khai hàng loạt, trong điều kiện tình hình mà dịch bệnh thì chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao triển khai được một số hoạt động để mà nó tạo thành một cái những cái phong trào cơ bản để cho các tổ chức, các cơ quan ở trên địa bàn tỉnh mà triển khai được, và nó sẽ tạo được đến cái dấu ấn nhất định theo cái chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Để hoàn thiện các quy định công bố thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa nội dung, quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành mới, sửa đổi và bãi bỏ một số các thủ tục hành chính và quy trình điện tử trên một số lĩnh vực thuộc ngành khoa học và công nghệ. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành mới 7 thủ tục hành chính và quy trình điện tử thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, 2 thủ tục hành chính và quy trình điện tử thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, sửa đổi 2 thủ tục hành chính và quy trình điện tử thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bãi bỏ 7 thủ tục hành chính và quy trình điện tử trên lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân và một số quy trình thủ tục khác. Thanh tra sở là đơn vị được Sở Khoa Công nghệ giao kiểm soát cái thủ tục hành chính. Thì thực hiện nhiệm vụ này thì vừa qua thì là thanh tra sở đã rà soát, tham mưu lãnh đạo sở trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái bộ thủ tục hành chính mới. Thì liên quan đến cái bộ thủ tục hành chính này á, thì đợt này thì sẽ có là 9 thủ tục hành chính được ban hành mới, 2 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung và 7 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. Thì hầu như các cái thủ tục hành chính được ban hành mới và sửa đổi đợt này thì là nhằm để phù hợp với các quy định của pháp luật, cũng như là phù hợp với nội dung các cái thủ tục đã được công bố trong các quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó thì có duy nhất là một thủ tục sở đề xuất mà bãi bỏ, đó là cái thủ tục là đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng Đồng Nai để phù hợp với lại thực tiễn và các quy định pháp luật hiện hành. Thì trong các cái thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi bổ sung đợt này thì có rất nhiều các quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cụ thể như là giảm cái thủ tục hành chính trong việc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ. Trước đây thì theo quy định cũ thì kế hoạch này thì các cơ sở mà sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế phải lập hồ sơ và đề nghị Sở Khoa Công nghệ phê duyệt kế hoạch. Tuy nhiên thì theo quy định mới thì là các cơ sở này hiện tại là không phải lập hồ sơ đề nghị phê duyệt nữa. Thì kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ sẽ được thẩm định cùng với lại cái hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép. Cái điểm mà thuận tiện thứ hai nữa đó là giảm cái thời gian thẩm định hồ sơ cấp phép cũng như là xin gia hạn giấy phép, rút ngắn về thời gian giải quyết hơn rất nhiều so với lại quy định cũ. Ngoài ra thì các cơ sở mà sử dụng có nhiều cái giấy phép á, chẳng hạn như là các bệnh viện, họ rất là nhiều giấy phép do là liên quan đến nhiều các cái thiết bị, thì là có thể xin gộp vào một cái giấy phép duy nhất. Thì điều này rất là thuận tiện trong công tác quản lý cũng như là lưu trữ. Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành chính Công tỉnh tiến hành niêm yết công khai những nội dung thủ tục hành chính đã được công bố tại trụ sở làm việc. Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị, cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia và phần mềm một cửa điện tử ECOP của tỉnh. Theo đó, các tổ chức cá nhân yêu cầu giải quyết thủ tục chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo thành phần, số lượng hồ sơ đã được quy định tại thủ tục này và nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ Công trực tuyến của tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ viết tắt của cổngdịchvucong.đồngnai.gov.vn hoặc qua đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. Sau khi tiếp nhận, trong thời gian từ 5 đến 10 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ giải quyết, nhập tình trạng giải quyết hồ sơ lên phần mềm quản lý ECOP và trả kết quả qua hộp thư điện tử email hoặc bằng đường bưu điện cho các tổ chức cá nhân. Cải cách thủ tục hành chính luôn được Sở Khoa Công nghệ là xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm
trong công tác cải cách hành chính. Bên cạnh việc tham mưu ban hành cái bộ thủ tục hành chính, thì Thanh tra Sở cũng đã tham mưu xây dựng cái quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong cái quá trình mà giải quyết các thủ tục hành chính. Thì trong cái quy trình nội bộ cũng như quy trình điện tử này á, thì là sẽ quy định các cái bước thực hiện cụ thể, rồi thời gian thực hiện, cũng như là quy định là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cũng như là quy định về nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức, từng khâu, để là từng khâu trong cái quá trình giải quyết từ bước tiếp nhận đến cái bước mà trả kết quả cho người dân doanh nghiệp. Vì vậy là thời gian qua thì là kết quả giải quyết thủ tục hành chính của sở là đều đạt là 100%, trong đó 100% các cái thủ tục hành chính là đều được tiếp nhận và giải quyết qua hình thức trực tuyến. Thì hiện tại thì sở cũng đang phối hợp với lại sở thông tin truyền thông để cập nhật các cái quy trình nội bộ, quy trình điện tử được ban hành mới đợt này lên cái trang thông tin một cửa điện tử của tỉnh, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Như vậy, những quy định nghiệp vụ cụ thể về công bố thủ tục hành chính tại quyết định số 2661 sẽ là cơ sở pháp lý để quy trình giải quyết thủ tục hành chính của ngành khoa học và công nghệ Đồng Nai ngày càng thống nhất, hiệu quả, tinh gọn hơn. Trong đó, đơn giản hóa nội dung, quy trình, cắt giảm thời gian, chi phí không cần thiết trong thực hiện, nâng cao chất lượng công tác giải quyết các thủ tục hành chính là giải pháp duy nhất, nâng chất dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị thân mến, robot có thể hoạt động độc lập hay phối hợp một cách tin cậy, thay thế hoàn toàn cho con người, tránh để người với người tiếp xúc trực tiếp với nhau, hạn chế thấp nhất lây lan các mầm bệnh, đang là giải pháp thiết thực trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát như hiện nay. Nhằm giảm thiểu mức độ tiếp xúc giữa các tình nguyện viên với người dân trong khu phong tỏa khi đi trao nhu yếu phẩm, tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp với Trường Đại học Lạc Hồng, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã thử nghiệm thành công mô hình sử dụng robot vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khu vực phong tỏa. Robot này do thầy và trò khoa cơ điện điện tử Trường Đại học Lạc Hồng chế tạo, có khối lượng 48 kg, khả năng mang tải 100 kg hàng hóa một lần, tốc độ di chuyển 30m một phút, hoạt động liên tục 4 giờ và phạm vi di chuyển 200m. Ban lãnh đạo tỉnh đoàn là cái đơn vị trực tiếp điều phối cái hoạt động là tình nguyện để tham gia phong trào chống dịch COVID-19. Thì ban lãnh đạo tỉnh đoàn nhận thấy được là cái tần suất tiếp xúc của các bạn sinh viên của các bạn tình nguyện viên với các cái ca F0 F1 rất là lớn, thì cái khả năng của nhận thấy được cái khả năng lây nhiễm cao, thì bên Trường Đại học Lạc Hồng đưa ra giải pháp đó là đưa cái con robot này thay thế các bạn tình nguyện viên đem vào trong cái khu cách ly để giảm thiểu cái khả năng tiếp xúc của các bạn tình nguyện viên với các ca F0 F1. Cái việc đầu tiên là khó khăn trong cái công việc là nó được sản xuất khi mà cái tình hình của tình hình là Đồng Nai là áp dụng cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên là cái linh kiện thiết bị và cái các xưởng gia công để làm con robot này rất là khó khăn. Sau khi thử nghiệm thành công, mỗi ngày robot mang theo các nhu yếu phẩm đến cho những người ở trọ trong khu phong tỏa tại phường Quang Vinh, Tân Tiến, thành phố Biên Hòa. Hiện nhóm sinh viên đang tiếp tục thực hiện một robot phiên bản nhỏ hơn để bàn giao cho Sở Y tế đưa vào phục vụ trong các bệnh viện dã chiến nhằm giải quyết triệt để vấn đề nhân lực và an toàn dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm chéo, nhất là lây nhiễm cho lực lượng y tế trong các bệnh viện. Sắp tới thì nhóm sẽ là làm ra nhiều sản phẩm hơn để phục vụ cho nhiều chỗ khác nhau và làm thêm một cái phiên bản là mini robot dành cho các bệnh viện, và cái khối lượng của nó nhẹ hơn để cho việc sử dụng và di chuyển nó dễ dàng hơn. Với những phát minh sáng chế như trên, có thể nói đây là thành công quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, và một lần nữa đã khẳng định trình độ, tài năng và trách nhiệm của lớp thanh niên, kỹ sư, những nhà khoa học trẻ của tỉnh Đồng Nai trước những vấn đề đặt ra từ cuộc sống. Đến đây thì chuyên đề công nghiệp và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền Đồng Nai xin được phép khép lại. 30 tập chương trình cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình kỳ sau.